liên quan vụ việc cán bộ cục thuế tỉnh Quảng Trị say rượu, lái xe tông chết người xảy ra vào ngày 5 tháng 8. Hôm nay 11 tháng 8, cục thuế tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ liên quan vụ việc. Theo đó, cục thuế tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định tạm đình chỉ công việc đối với ông Hoàng Công Thành, phó trưởng phòng phòng nghiệp vụ dự toán pháp chế cục thuế tỉnh Quảng Trị 15 ngày để phối hợp với cơ quan công an điều tra vụ tai nạn. Ông Nguyễn Ngọc Tú, cục trưởng cục thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi tạm đình chỉ công tác cán bộ nói trên, đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi và chờ kết luận của cơ quan công an. Khi có kết luận điều tra chính thức, đơn vị sẽ đưa ra biện pháp xử lý cụ thể. Trước đó vào ngày 5 tháng 8, ông Hoàng Công Thành điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 74A-12207 lưu thông hướng thị trấn Khe Xanh đi Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Khi đến km 70+300 quốc lộ 9, xe ô tô do ông Thành điều khiển bất ngờ lấn làn, đâm trực diện vào xe máy do chị Lê Thị PA, sinh năm 1994, trú tại xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa đang dừng bên đường. Cú va chạm mạnh khiến chị A chấn thương nặng, tử vong tại bệnh viện. Tại hiện trường hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra vụ việc, công an đo được nồng độ cồn của tài xế Thành là 0,13mg trên lít khí thở. Theo người nhà nạn nhân, chị A vừa sinh con được 4 tháng. Thời điểm gặp nạn, chị A đang trên đường đi lấy cháo cho con. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.